bạn đã quay lại với kênh Lộc Handmade. Hôm nay Lộc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái quả cầu như thế này nha. Đó, nó giống như là một cái bông hoa á. Nó rất là dễ thương nè. Đó, mình dùng để trang trí, trang trí mình treo ở trên nhà á, hoặc là mình có thể làm bằng móc khóa để mình mang đi nha. Đó, mình móc vào móc khóa. Rất là dễ thương nè. Đó, các bạn có thể làm ứng dụng làm được rất là nhiều size luôn. Đó. Tùy các bạn muốn cái nó thưa hay là nó vừa hoặc là nó khít như thế này nè. Đó, nó đều như thế này thì các bạn có thể ứng dụng khi mà mình hướng dẫn nha. Rất là dễ thương đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua phần giới thiệu nguyên liệu nha. Nguyên liệu Lộc dùng đó là sợi dệt cotton Việt Nam, cỡ sợi của nó là 1 mm nha. Tùy các bạn mà chọn màu, màu nào cũng được. Kim móc Lộc sẽ dùng kim móc tulip kim đầu 1.5 mm nha, để ứng dụng với lại cái cỡ sợi 1 mm này. Hoặc là tùy vào tay móc, tùy vào cỡ sợi mà các bạn dùng á, không nhất thiết phải dùng theo cái sợi của Lộc dùng đâu. Các bạn có thể linh động chọn kim móc về sợi phù hợp để có thể làm ra được cái sản phẩm như thế này nha. Rồi tiếp theo đó là kéo cắt. Kim khâu len. Nếu như mà các bạn mà muốn làm cái phần hạt chai á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm vài cái hạt chai nhỏ nhỏ nữa nha. Đó, hạt chai như thế này. Rồi, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái miếng cạch tông như thế này để mình làm cái phần turu á. Đây nè, nếu như mà các bạn không làm turu cũng được nha, thì các bạn không có cần chuẩn bị cái này. Nếu như mà các bạn làm cái phần bông như thế này thôi đó, không có cần làm turu thì các bạn không cần miếng này. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phần hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm nha. Nếu như mà các bạn thấy video của Lộc hay thì hãy cho Lộc xin một like, một đăng ký kênh và một share video về Facebook nha. Các bạn khởi tạo cho mình vòng tròn mê thuật. Đưa kim xuống lấy sợi lên. Khởi tạo cho mình một nút thắt. Các bạn sẽ móc vào vòng tròn cho mê thuật cho mình. 8 mũi móc đơn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ rút cái vòng tròn mê thuật này lại cho mình. Rồi các bạn kết hàng cho mình bằng một mũi chuột ở cái mũi đơn đầu tiên. Đây, mình sẽ nẹp cái phần sợi ở ngoài sau lại luôn nha. Rồi chuột cho mình một mũi chuột để kết cái hàng. Để lên hàng thứ hai, các bạn lên cho mình một bính. Móc cho mình một mũi móc đơn ở cái trong mà các bạn vừa lên bính. Một. Qua chân kế tiếp tiếp tục móc một mũi đơn. Hai. Chân tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi đơn nữa là mình đã móc được 3 mũi móc đơn. Rồi chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Tiếp tục. Một. Hai. Ba đơn. Rồi mũi cuối cùng sẽ là một mũi móc tăng. Rồi các bạn chuột để kết cái hàng thứ hai này cho mình. Lên cho mình một bính. Qua hàng thứ ba các bạn tiếp tục móc tất cả đều là một móc đơn. Hai. Ba. 4 5 6 7
8 9 10 một móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình lên được một đoạn như thế này khoảng 3 cm nha. Mình sẽ móc lên khoảng tầm 12 hàng. Rồi đó mình sẽ dừng lại. Rồi mình sẽ tiếp tục móc cái phần re, mình tăng để cho nó re được cái phần bèo như thế này nha. Như này. Đây các bạn đo vào nè, mình đã móc được 3 cm nè. Rồi các bạn sẽ dừng lại cho mình nha. Các bạn lên hàng tiếp theo cho mình, bắt đầu móc cho mình 1 2 3 bính. Các bạn quấn kim móc vào cho mình cái chân mà các bạn vừa móc đây. Các bạn vừa lên bính á, lên cho mình một kép. Chân kế tiếp cái chân đó luôn, mũi kế tiếp tiếp theo một móc tiếp nữa là 3 mũi bính. Đây mình sẽ coi nó như là một mũi móc tiếp nha. Rồi ở cái chân đầu tiên mình đã móc được 3 mũi móc tiếp. Rồi các bạn qua chân kế tiếp tiếp tục móc cho mình 3 mũi móc tiếp cùng một chân. Còn lại các bạn tiếp tục móc mỗi chân cho mình là 3 mũi móc tiếp nha. 1 3 kiếp. Chân kế tiếp. Kiếp. 2 kiếp. 3 kiếp. Chân kế tiếp. Kiếp. 3 kiếp. 3 kiếp. Và một mũi chuột cho mình ở cái chân bính thứ ba đây nè nha. Đây là cái mũi đầu tiên chuột vào cái chân bính đây. Rồi để kết thúc được cái hàng đầu tiên của cái phần mà mình re cái cho nó re cái phần bìa như thế này, các bạn tiếp tục lên cho mình 3 xích đây, 3 bính, 1, 2, 3 bính. Quay đầu lại móc vào cái trong mà các bạn vừa lên bính đây, tiếp tục thêm 2 mũi kép chung một chân là nó sẽ thành 3 mũi đó. Rồi cho kế tiếp các bạn tiếp tục móc cho mình 3 mũi kép chung một chân. Rồi các bạn lần lượt móc các chân còn lại, mỗi chân là 3 mũi móc kép. Mình đã móc hết được cái hàng thứ hai này, cái phong của nó sẽ lên là nó tăng như thế này nha. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ chuột cho mình một mũi chuột để kết cái hàng này lại. Rồi lên hàng tiếp theo các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 xích móc vào chân, các bạn vừa lên xích đó thì
thêm hai mũi móc kép. Rồi, chân kế tiếp các bạn tiếp tục móc tăng 3 mũi kép chung một chân. 1 2 3. Rồi các chân còn lại tiếp tục móc tăng 3 mũi kép chung một chân cho mình nha. Rồi mình đến mũi cuối cùng, các bạn tiếp tục móc cho mình 3 mũi kép chung một chân. Rồi kết hàng cho mình vào một mũi trượt. Đó, mình đã móc ra được nè, 1, 2, 3 hàng. 3 hàng này mỗi chân là mình sẽ móc vào đó là 3 mũi móc kép nha. Phần bìa của mình nó ra như thế này. Thì nếu như mà các bạn muốn làm nhỏ thì các bạn có thể dừng lại tại đây nha. Còn nếu như mà các bạn mà muốn làm một cái nó như thế này nè. Đó, cái phần bìa, cái phần bông của nó ra như thế này. Thì các bạn sẽ lên tiếp thêm một hàng nữa. Ở cái hàng này thì mình sẽ tăng 2 mũi kép chung một chân nha. Thì cái phần bông này nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ ra xưa nha. Còn nếu như mà các bạn mà móc 3 mũi kép chung một chân á, ở cái hàng cuối cùng này á, thì cái kích thước của nó sẽ ra như thế này nè. Cái bông của nó ra như thế này. Đó, nó tròn và nó khít hơn nha. Đó, tùy theo các bạn muốn thôi. Thì mình sẽ móc nha. Rồi, về phần hướng dẫn này thì mình sẽ kết thúc tại đây nha. Cái phần mình sẽ ra khoảng 3 hàng thôi. Đó, 3 hàng như thế này, 3 hàng tăng, mỗi hàng tăng lên làm 3 nữa. Thì cái phần bìa của nó sẽ ra như thế này nha. Tùy theo các bạn muốn cái phần bông của các bạn to hay nhỏ thì các bạn sẽ móc ra thêm nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái phần sợi này đi. Đó, để kết thúc cái hàng nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình kim khâu len. Các bạn khâu và giấu cái phần sợi này đi cho mình. Bây giờ mình sẽ đi qua phần móc cái quai. Đó, cái quai như thế này cũng rất là đơn giản luôn nha. Rồi, để làm được cái quai thì các bạn sẽ khởi tạo cho mình một nút thắt. Rồi, lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Rồi, mình sẽ kết thúc ở mũi bính thứ 40 nha. Nếu như mà các bạn muốn cái phần quai cái nó dài hơn á, thì dài ngắn gì á thì các bạn tùy thuộc vào cái độ cái mà các bạn lên dây bính nha. Các bạn cắt sợi lên cho mình. Đó, để cái phần quai của mình nó thêm dễ thương thì mình sẽ gắn thêm những cái hạt chai. Còn nếu như không thì các bạn có thể gắn vào
cái phần dây á, vèo không cũng được, không sao hết nha. Rồi mình sẽ gắn thêm những cái hạt chai vào. Đây, mình sẽ gắn hai hạt. Rồi các bạn lấy cho mình kim khâu len nha. Các bạn chỉ việc đưa cái phần hạt này vào thôi. Bây giờ các bạn sẽ cột lại cho mình. Đó, cột cho cái phần sợi này nó chắc lại. Rồi, cái phần sợi này mình sẽ giấu vào bên trong nha. To như thế này nè, trông nó sẽ dễ thương hơn nha. Rồi, trông nó dễ thương hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái phần sợi này. Các bạn sẽ cắt cho mình chiều dài thì tùy vào cái phần ria này các bạn muốn ngắn hay dài, thì ở đây mình sẽ làm 11 cm nha. Rồi sau đó các bạn lấy cho mình sợi này. Rồi các bạn sẽ để cái phần sợi như thế này. Rồi các bạn quấn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi tùy theo cái độ mà các bạn muốn á, cho nó dày hay mỏng á, thì các bạn sẽ quấn cái số vòng á, nó nhiều hay ít cho mình nha. Rồi sau khi mình móc, mình quấn để đủ được cái số vòng của mình này, mình sẽ bỏ ra. Rồi các bạn cắt cho mình một sợi dây như thế này. Thì các bạn sẽ cắt cái phần ở phía dưới này cho mình. Đây, cắt đây làm đôi nha. Đây. Rồi, mình để cho nó được ở cái đoạn giữa như thế này. Thank you.
ngoài dòng. Rồi các bạn cột lại cho mình. Khi ấy xong, sau khi cột xong rồi thì các bạn sẽ tu cái phần này ra cho mình. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc gắn nó vào bên trong này như thế này thôi. Đó, các bạn nhét nó vào nha, rồi cột mình cũng luồn dây giấu sợi và mình cột lại ở cái phần phía bên trong này. Rồi, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái móc khóa. Cái này mình có thể làm móc khóa nè, nó rất là dễ thương nè. Cái này mình gọi nó là quẻ tú cầu nha. Đó, nó rất là giống quẻ tú cầu luôn, rất là dễ thương. Đây, đó, mình làm to ra thì nó sẽ như thế này nè. Giống như những cái lồng đèn để mình treo á, mình trang trí á. Đây, rất là dễ thương nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video của Lộc. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.